Mau chóng quay trở về lại nhà của mình thôi nào. Và ngày hôm nay đó hả, mình đã hoàn thành công việc của mình rất rất là ổn luôn rồi. Phải mau chóng về nhà thôi. Thì ngày hôm nay đó nha, mình đã xuống dưới cái mỏ trong ngôi làng Minecraft của mình đó. Đây nè, đây chính là một cái mỏ cực kỳ to lớn trong ngôi làng Minecraft của mình luôn. Và mình đã đào được tới tận đó nha, là 39 quặng sắt luôn á. Thì hôm nay là mình có nhiệm vụ đó hả, là mình sẽ phải đi đào quặng sắt. Và mình đã thấy cái nhiệm vụ này đó hả, ở trên cái ngôi nhà thông báo, ở trên cái bảng thông báo trong thế giới Minecraft, trong ngôi làng Minecraft của mình á. Nên là mình sẽ phải làm theo thôi. Rồi, bây giờ mau chóng rời khỏi cái mỏ này thôi nào. Và mới đào có một xíu thôi đó nha, mà bây giờ mình thấy đó hả là trời sắp tối luôn rồi đó. Thôi, mình phải mau chóng quay trở về lại ngôi nhà của mình và ngủ một giấc á. Rồi sáng ngày mai đó hả là mình sẽ đun hết cái đống quặng sắt này để có thể làm những công việc tiếp theo. Rồi, thì bây giờ trước khi á mình đi vào nhà của mình để mà đi ngủ, mình sẽ phải ghé qua cái nhà thông báo đó đã, để coi xem đó nha là liệu đó hả ngày hôm nay mình có còn nhiệm vụ gì mà mình chưa làm hay là không. Rồi, ở đây mình thấy có một cái biển nè, nó ghi là hôm nay không có thông báo, chờ tiếng chuông. Ồ, vậy có nghĩa là đó nha, mỗi khi đó hả mà ngôi làng Minecraft của mình có một cái nhiệm vụ hay là có một cái thông báo gì đó mới mà muốn gửi tới cho tất cả các dân làng cũng như là bản thân mình á, thì sẽ có một tiếng chuông, và nhờ vào tiếng chuông đó là mình sẽ tới ngay tại cái vị trí này để mình có thể quan sát xem là liệu đó nha ngày hôm nay mình có nhiệm vụ gì chưa làm hay không á. Rồi, vậy thì ok, mình có thể biết được rằng đó nha là bây giờ mình sẽ không có nhiệm vụ gì cả, mình có thể yên tâm mà đi ngủ thôi. Rồi, mau chóng đó hả quay trở về lại ngôi nhà của mình và lên giường ngủ thôi nào. Ây da, đã ghê ấy nha. À đúng rồi, bây giờ đó hả nhân dịp đó mình đang chuẩn bị đi ngủ nè, rồi đun sắt luôn đi. Sáng ngày mai là mình sẽ có sắt để mà đưa cho các ông dân làng cũng như là các già làng thôi. Rồi lên giường thôi nào, và bây giờ mình sẽ gặp lại tất cả mọi người vào sáng ngày mai nhé. Đi ngủ thôi nào, let's go. Ôi, trời đất ơi, đang nằm ngủ ngon lành mà cái gì vậy? Hình như cái tiếng này là tiếng chuông mà. Ôi, mình đang nằm ngủ rất rất là ngon luôn đó, thì tự nhiên mình lại nghe thấy tiếng chuông à. Nhưng mà bây giờ ở bên ngoài là mấy giờ rồi đây? Ôi, mặt trăng đang ở vị trí này. Điều đó đồng nghĩa đó nha, rất có thể hiện tại bây giờ đang là 3 giờ sáng trong thế giới Minecraft đó. Trời đất, 3 giờ sáng mà mình sẽ phải làm việc tiếp sao? Không biết là mấy ông dân làng rồi mấy ông già làng đang nghĩ cái gì nữa. Thôi thì hay rồi, mau chóng tới nhà thông báo thôi để coi xem nó nha là liệu rốt cuộc ngày hôm nay mình có cái nhiệm vụ gì mà tự nhiên vào lúc 3 giờ sáng đó hả là cái chuông thông báo làm việc cơ chứ. Và coi nè, hình như là ở bên trong nhà thông báo hiện tại bây giờ có hai ông dân làng đang đứng rồi, chắc là hai ông dân làng này đó hả cũng nghe thấy tiếng chuông thông báo á. Nhưng mà từ từ, tại sao lại có một ông dân làng nhìn rất là giận dữ, còn ông dân làng kia lại nhìn lo lắng là sao nhỉ? Và hả, cái tấm biển này nó không đổi, nó vẫn là cái câu đó kìa, hôm nay không có thông báo, chờ tiếng chuông. Ủa, wait what? Vậy rốt cuộc đó nha, cuối cùng đó hả, cái tiếng chuông vừa nãy là của ai? Tại sao có tiếng chuông mà tự nhiên đó hả ngay chỗ nhà thông báo lại chẳng hề có một cái thông báo mới nào cả? Vậy là sao ta? Dân làng giận dữ, ông ta nói nè, đúng là nhảm nhí thật, 3 giờ sáng mà có đứa nào đó ấn cái chuông thế này, làm tôi tưởng làng có tin tức gì mới. Hóa ra chẳng có cái gì cả, tôi mà biết ai giả mạo chuông báo là tôi giết nó luôn đấy, mất hết cả ngủ. Ôi trời đất, cái ông dân làng giận dữ thì đó nha, công nhận đó hả, nói chuyện dữ tợn thiệt sự luôn đó. Ông ta đòi giết luôn cái tên nào dám giả mạo tiếng chuông kìa. Nhưng mà cái kẻ nào dám giả mạo tiếng chuông, rồi hắn ta giả mạo tiếng chuông để làm cái gì? Hay là hắn ta muốn chôn chôn VN, chôn chôn Việt Nam? Hắn ta muốn cho toàn bộ dân làng cũng như là bản thân mình bị mất ngủ hả? Quá lạ, kỳ lạ ghê, thật sự chẳng hiểu gì cả. Dân làng, ông dân làng lo lắng thì nói là kỳ lạ thật. Có khi nào tiếng chuông đó không phải do con người làm ra? Hả? Nè nè, ông dân làng buồn bã, ông dân làng lo lắng ơi, ông nói cái gì nghe ghê quá vậy? Tiếng chuông mà chúng ta hồi nãy vừa nghe được là không phải do con người làm ra hả? Tại sao đó nha, ông lại có suy nghĩ đó? Tôi đoán vậy thôi, kỳ lạ thật. Vậy là ông dân làng này ông đang chỉ suy đoán như vậy thôi. Nhưng mà có khi nào đó nha, thật sự đó hả, cái tiếng chuông mà hồi nãy chúng ta vừa nghe được là không phải do con người làm ra không ta? Mình cũng không rõ nữa. Thôi được rồi mấy ông dân làng ơi,
Dù gì đó nha, bây giờ đó hả, chúng ta cũng đều đã biết được rằng á là cái tiếng chuông thông báo đó không phải là tiếng chuông làm việc, nên là tôi nghĩ á bây giờ ai về nhà nấy đi, đi ngủ đi. Đúng rồi, chứ bây giờ chúng ta mà còn thức đêm nữa là sáng ngày mai đó sẽ không đủ sức khỏe, không đủ sức mạnh để mà làm việc tiếp theo đâu. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, không chịu đi ngủ đó nha, là sáng ngày mai dậy trễ cả lũ luôn á, là bị chửi á. Rồi, bây giờ giải tán nha, đi về thôi ha. Vậy hóa ra cuối cùng là cái tiếng chuông đó là tiếng chuông giả, và cái tiếng chuông nó đã báo hại cả ngôi làng của mình phải thức dậy luôn. Nhưng mà cái vấn đề là ông dân làng lo lắng kia đã cho mình một cái suy đoán, ấy chính là rất có thể đó nha, cái tiếng chuông mà chúng ta vừa nghe được không phải là tiếng chuông của con người làm ra, hay là của quái vật hả? Mình cũng không rõ luôn, nhưng mà thôi đành vậy. Dù gì đó nha, mình cũng thật sự hy vọng rằng cái tiếng chuông đó chỉ là do một tên dân làng nào ấy ở trong ngôi làng này chơi khăm chúng ta thôi, chứ mà của quái vật thiệt sự đó nha thì mình lo lắng lắm luôn. Rồi, bây giờ lên giường và ngủ lại thôi nào, rồi sáng ngày mai đó hả, mình sẽ tính tiếp. Ôi, hả? Từ từ, mình lại tiếp tục nghe thấy tiếng chuông nữa rồi. Tuy nhiên đó nha, lần này đó mình có cảm giác rằng là cái tiếng chuông có phần gì đó kha khá là quái dị, và hình như là mình còn nghe thấy được luôn cả cái tiếng gì đó giống như đó nha, là tiếng của con quái vật hay là thực thể gì á, hay là từ từ, chẳng lẽ lại một lần nữa làng của chúng ta lại bị chôn chôn VN chôn chôn Việt Nam sao? Hay là đầu 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 để mình thử coi, lần này đó nha, rất có thể đó hả là mấy ông già làng hay là ai đó đang cố gắng chơi khăm mình á. Nhiều người đó nha sẽ dùng cái tiếng chuông này nè để làm mình hoảng sợ, rồi mình không dám đó hả ra ngoài bảng thông báo để mình đọc tin tức. Lúc đó đó nha là mình sẽ không biết nhiệm vụ mình ngày hôm nay là cái gì á, và mình sẽ không làm, rồi mình sẽ bị khiển trách. Chắc chắn đó nha là có tên đang cố tình chơi khăm mình, cố tình đang hại mình đó. Ha ha, ta sẽ không bị mắc lừa với ngươi đâu. Đâu, để bây giờ đó nha, mình thử lại nhà thông báo coi thử coi, để xem như thế nào và... Ủa? Vẫn là như vậy kìa. Hôm nay có không có thông báo chờ tiếng chuông. Vậy cuối cùng đó nha, cái tiếng chuông đó là để làm cái gì hả? Ôi, mình vừa nghe tiếng hét. Và cái tiếng hét này là tiếng hét của dân làng. Wait, what? Nhưng mà như thế là sao quá trời? Tiếng hét của dân làng hình như là ở ở ở ngoài đây hay sao á, và oh my god, đây là cái xác chết của ông dân làng giận dữ mà, và hả? Từ từ nha, vậy có khi nào, à đúng rồi, bây giờ mình mới nhận ra nè là cái cửa nhà thông báo đó nha đã tự động mở. Vậy điều đó có nghĩa là ông dân làng giận dữ đã từ căn nhà của ông ta nghe thấy tiếng chuông thông báo, rồi ông ta đó nha đã tới nhà chỗ phòng họp này nè để ông ta coi xem là liệu có thông báo gì mới hay là không. Rồi ông ta không thấy gì cả, ông ta cứ tiếp tục đi theo tiếng chuông, rồi cuối cùng ông ta đã bị một ai đó giết chết rồi, ông ta đã mất đầu rồi, thực thể hay là ai đó đi giết chết ông ta, đã chặt đứt đầu của ông ấy rồi. Cái quái gì thế này hả trời ơi, nữa lại là tiếng chuông thông báo đó kìa. Tiếng chuông thông báo đó lại tiếp tục xuất hiện nữa, cái tiếng chuông thông báo đầy quỷ dị, đầy ma quỷ á. Ơi, lại là tiếng hét nữa, lần này là tiếng hét ở đâu đây, mình nghe thấy phong phanh. Cái gì kia, hình như là ở đó có một cái xác chết, và hình như đây chính là xác chết của ông dân làng lo lắng mà. Hả? Vậy là sao, ông ta bị mất đầu rồi nè. Thôi thôi chết rồi, cái điệu này là chết hết rồi, cả lũ tiêu tùng mất. Nhưng mà rốt cuộc đó nha là cái tiếng chuông báo đó là từ đâu ra? Thôi, bây giờ mình không quan tâm nữa, ai chết kệ họ, bây giờ mau chóng vô trong nhà rồi đi trốn thôi, trốn ở thượng sách. Đúng rồi đó, trốn chứ lỡ như đó hả nghe tiếng chuông một cái đó nha là kiểu gì mình cũng chết chùm theo à. Quay về nhà lẹ lên. Kết đi ơi, tiêu anh rồi, tiêu cậu rồi, kết đi ơi, tiêu mi rồi. Ok, vô nhà trốn 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 ngoài nào. Hy vọng rằng là mình sẽ không nghe thấy tiếng chuông, làm ơn đừng nha. Ơi, chết luôn, mình lại tiếp tục nghe tiếng chuông nữa luôn rồi, tiêu tùng rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới để ý là hình như có vẻ như là cả ba hai cái ông dân làng kia kìa, ông dân làng lo lắng và ông dân làng giận dữ đều chết ở gần nhà của mình. Vậy là điều đó có nghĩa nếu như mà mình về nhà thì mình nghe tiếng chuông này, có khi nào là mình cũng gần chết không ta? Ê, tôi chết, phạm sai lầm rồi. Nhưng mà từ từ, cái tiếng chuông nó đang là đang ở đâu?
Có khi nào ở ngoài vườn không vậy? Tiếng chuông là ở đâu vậy? Tiếng chuông ơi, làm ơn đừng có ai đó hại tôi nha. Làm ơn đừng có ai đó giết tôi nha. Ôi, làm ơn luôn, tôi sợ lắm luôn á. Nhưng mà thật sự luôn á, là khi nào đó hả cái tiếng chuông kỳ lạ này mới kết thúc đây? Và có một điều mình đang là mình không hiểu, cái âm thanh mà giống như đang gầm gừ đó là của ai vậy? Của quái vật, của người hay là của ma? Ơi, mình thật sự không biết luôn. Trời đất ơi, tôi phải làm gì đây hả trời ơi? Và ơi, con gì đây? Ơi, quay quá, cô nó. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện và lý do đáng sợ vì sao mà nếu như các bạn vô tình nghe thấy tiếng chuông trong thế giới Minecraft, mình nghĩ rằng các bạn nên chạy ngay đi, đừng về nhà, đừng ở lại ngôi làng, hoặc là tốt nhất luôn, đừng bao giờ tiếp tục chơi thế giới Minecraft đó nữa. Bởi vì rất có thể con quái vật Belginger đang ở đó và chờ đợi để mà giết các bạn đấy. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Yeah, I'm free falling, I'ma keep on falling.